Chào các bạn, chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập tiếp theo nhé. Đây là video phần 3 của loạt video chữa đề cương ôn thi học kỳ 1 của môn tiếng Anh lớp 8 này. Trong video phần 2 lần trước là chúng ta đã xong một cái bài tập đặt câu hỏi cho tủ gạch chân rồi. Và chúng ta tiếp tục chuyển sang bài tập tiếp theo là bài viết lại câu sao cho nghĩa không thay đổi. Bài này có tất cả như thế là 10 câu. Và chúng ta sẽ cùng nhau dịch và làm từng câu một nhé. Câu thứ nhất này. Câu này là một câu chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp. Chính xác hơn là chuyển từ câu hỏi trực tiếp sang câu hỏi gián tiếp. Thì các bạn thấy ở đây là cái câu ở trong hoặc ép này. Nó đang ở dạng câu hỏi đúng không? Và ở dạng câu hỏi đảo. Đúng chưa nào? Câu hỏi đảo tức là câu không có từ để hỏi mà bắt đầu câu bởi một trợ động từ luôn. Câu này có nghĩa là bạn có thể hoặc là cháu có thể mang những cái ghế này vào trong nhà được không? Đây câu này là bà Lan này hỏi tôi. Đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ viết lại câu hỏi để câu hỏi gián tiếp như sau. Các bạn lưu ý này, khi mà chúng ta chuyển từ một câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì bao giờ các bạn cũng phải để ý là cái động từ hỏi hay động từ nói ở trong câu gián tiếp này, nếu như nó ở thì quá khứ đơn nhé, là asked hoặc là said, hoặc là từ said này này, nói này này, thì nếu như là hai cái động từ này nó ở thì quá khứ đơn như thế này thì chúng ta sẽ bắt buộc phải lùi thì của câu trực tiếp. Khi sang câu gián tiếp chúng ta phải lùi một bước thì nhé. Nếu câu trực tiếp này nó đang ở thì hiện tại thì chúng ta lùi về thì quá khứ. Nếu câu này đang ở thì quá khứ thì chúng ta lùi về quá khứ hoàn thành. Thế là bao giờ chúng ta sẽ lùi một bước thì như thế. Các bạn nhớ chưa nào? Và cái nữa là chúng ta phải để ý xem là cái dạng câu trực tiếp này nó đang ở dạng câu gì. Ở đây câu trực tiếp này nó đang ở dạng câu hỏi đảo, đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta cũng sẽ phải có tương ứng là cái cách đổi chuyển từ câu hỏi đảo trực tiếp sang câu hỏi đảo gián tiếp. Chúng ta sẽ làm như sau. Thì các bạn lưu ý này, với câu hỏi đảo trực tiếp sang câu hỏi đảo gián tiếp, rồi chúng ta phải thay thế cái giống hoặc kép ở đây này bằng một từ là từ if. Các bạn để ý nhé, bằng một từ là từ if. Đó, để viết đậm cho các bạn dễ nhìn. If, rồi sau đó chúng ta sẽ phải đưa cái chủ ngữ của câu này lên trước. Với câu hỏi đảo gián tiếp thì chúng ta sẽ không được đảo trợ động từ lên trước chủ ngữ nữa, sẽ không cần đảo nữa. Chúng ta sẽ viết xuôi, viết theo chủ thuận thôi. Rồi, chủ ngữ của câu này là you. Đúng chưa nhỉ? Thì chúng ta phải xem là đối tượng này là ai đúng không? Bà Lan này hỏi tôi đúng không? Thì như vậy you này chính là tôi đúng chưa nào? Thì chúng ta đổi you này thành I. Đó. Và chúng ta sẽ phải lùi thì. Động từ can ở đây đang ở thì hiện tại đơn đúng không? Đang ở thì hiện tại thì chúng ta lùi nó về quá khứ là could. Đúng chưa nhỉ? If I could. Rồi sau đó chúng ta mới viết đằng sau này. Carry. Rồi. Và cái từ these này. These là những cái này đúng không? Ở câu trực tiếp thì chúng ta sẽ phải đổi thành those. Đó. Rồi chúng ta viết nốt những cái còn lại. Those chairs into the house. Đó. Xong. Không còn dấu chấm hỏi nữa nhé. Vì đây là câu hỏi chúng ta đã chuyển về câu gián tiếp rồi thì không còn dấu chấm hỏi nữa. Bỏ cả dấu hoặc kép đi luôn. Thì câu này sau khi chuyển lại xong thì chúng ta viết dịch lại như sau này. Bà Lan hỏi tôi liệu tôi có thể mang những cái ghế đó vào trong nhà được không? If ở đây thì nghĩa là liệu nhé. Thực ra thì chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp thì nó cũng không khó. Nhưng mà chúng ta hay bị bỏ sót những chi tiết. Thứ nhất này là mình nhấn mạnh lại là vấn đề lùi thì. Lùi thì khi mà cái động từ hỏi hay nói ở trong câu gián tiếp này mà nó đang ở thì quá khứ nhé. Nó ở thì quá khứ đơn thì chúng ta mới lùi thì. Còn nếu như động từ này ở thì hiện tại này, hay là thì hiện tại hoàn thành, hay là thì tương lai thì chúng ta sẽ không lùi thì nữa. Đó, chỉ khi nào nó ở thì quá khứ đơn này, có đuôi ed này này, asked hoặc là said. Đó, hoặc là từ said như thế này thì các bạn sẽ phải lùi thì ở phía đằng sau. Lùi thì ở câu trực tiếp này, đưa về câu gián tiếp chúng ta phải lùi thì. Lùi thì ở câu trực tiếp sang câu gián tiếp này chúng ta phải lùi thì, được chưa nhỉ? Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là các bạn phải xem cái ngôi đại từ. Phải xác định xem người nói và người nghe là ai đúng không? Và cái người được nhắc đến trong câu là ai? Đối tượng đấy là ai? Chúng ta sẽ thay đổi cái đại từ cho phù hợp. Ở đây hỏi là can you đúng không? You đây chính là tôi đúng không? Thì chúng ta sẽ biến you này thành ai. Đó. Và cái thứ ba nữa là các bạn phải xem là những cái từ như là từ these này thì biến thành those. Đó, this thành that, đúng chưa? Và một số những cái trạng từ thời gian nữa. Đôi khi chúng ta sẽ gặp những trạng từ thời gian như là tomorrow hoặc là yesterday. Đấy rồi là ago, before, vân vân, now. Đó thì chúng ta sẽ phải thay đổi những cái trạng từ thời gian đó về trạng từ thời gian đổi lại tại câu gián tiếp cho phù hợp.
Một cái cuối cùng nữa mà khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, đó là các bạn phải xem là cái câu trực tiếp trong hoặc kép đó nó ở dạng câu gì, dạng câu chẩn thuận hay là câu hỏi. Câu hỏi thì có loại câu hỏi đảo hay là câu hỏi với từ để hỏi, hay là nó là câu mệnh lệnh, hay nó lại là câu cảm thán, được chưa nhỉ, hay là câu khen chê, vân vân. Thì với mỗi loại câu chúng ta lại có một kiểu đổi khác nhau, một kiểu chuyển sang gián tiếp khác nhau. Để các bạn, chúng ta sẽ hình riêng cái phần này phải học hơi nhiều kiến thức đấy, để chúng ta cố gắng nhé. Sang câu thứ hai này, please give me your book. Đây, làm ơn hãy đưa cho tôi quyển sách của bạn. Thực ra câu này không phải câu hỏi mà là câu mệnh lệnh, được chưa nhỉ, câu mệnh lệnh. Và chuyển sang câu gián tiếp sẽ là gì? Anh ta bảo tôi, he told me, đúng không, đưa quyển sách cho anh ta. Với câu mệnh lệnh thì rất là đơn giản, thì các bạn chỉ việc là he told me, chúng ta sẽ chuyển tiếp là gì, to tell somebody to do something, đúng không, đã bảo ai đó làm việc gì, thì chúng ta chỉ việc viết là to give. Và me ở đây thì chính là anh ta, đúng không, là làm ơn hãy đưa cho tôi quyển sách của cậu, anh ta nói với tôi. Thì như vậy tôi ở đây thì chính là anh ta, đúng chưa nhỉ, me ở đây sẽ phải biến thành him đó. Còn your ở đây, quyển sách của cậu, của bạn, thì your đây chính là của tôi cơ, đúng không nhỉ. Đấy, thì anh ta nói với tôi mà, thì vậy your này sẽ biến thành my. Đó, chúng ta viết nốt từ book, đúng chưa nào. Thì riêng với những câu như thế này thì các bạn bắt buộc là chúng ta sẽ phải hình dung ở trong đầu xem là đối tượng người nói và người nghe đây là ai, của tôi, của anh ta, đây là cụ thể là ai. Đúng chưa, thì từ đó chúng ta sẽ thay đổi những cái đại từ nhân xưng hay tính từ sở hữu này cho phù hợp và xác định cho đúng đối tượng. Chúng ta nói thì nó không khó, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ dễ bị nhầm lẫn thôi. Rồi sang câu thứ hai này, sang câu thứ ba này, em và các em không nên gây ồn ào trong lớp. Đây là thầy giáo nói, đúng không, thầy giáo nói rằng chúng tôi là tôi, đúng không, đây thầy nói với tôi đi, tôi không nên gây ồn ào trong lớp. Chúng ta sẽ nói là gì, the teacher said that. You ở đây là ví dụ thầy đang nói với tôi, đúng không, thì you đấy sẽ biến thành I đó. Rồi chúng ta viết tiếp là should thì không thể lùi thì nữa, thì chúng ta để nguyên là shouldn't, và sau viết nốt thôi, xong nhé. Thầy đã nói rằng tôi không nên gây ồn ào trong lớp, đúng chưa. Ai hoặc có thể ví dụ như thầy nói với chúng tôi thì các bạn có thể viết thành we cũng được nhé, ai hoặc we, miễn sao đây là ngôi thứ nhất, đúng chưa nào. Câu số 4, cháu có thể giúp Tâm với phần phát âm tiếng Anh của nó được không. Đây là ông Hùng nói với tôi, hỏi tôi. Đây là câu hỏi đảo, thì chúng ta sẽ phải viết sang câu gián tiếp như thế nào các bạn, phải thêm từ if, đúng chưa nhỉ. Mấy câu hỏi đảo trực tiếp thì sang câu hỏi đảo gián tiếp chúng ta phải thêm if vào, sau đó đến chủ ngữ. Ông Hùng hỏi tôi, đúng không, như vậy you đây chính là tôi, biến thành I này. Can thì các bạn lùi về could, đúng chưa nhỉ. Viết tiếp, help Tâm with his ở đây vẫn là Tâm nhưng chúng ta vẫn để nguyên, đằng sau coi như chúng ta viết nốt thôi. Xong rồi nhá, ông Hùng hỏi tôi liệu tôi có thể giúp Tâm với phần phát âm tiếng Anh của cậu ấy được không. Rồi, như vậy là xong câu 4 này. Câu số 5, câu số 5 này không còn là câu trực tiếp gián tiếp nữa, thì chúng ta sẽ làm như nào nhỉ. Những cái sở thích của tôi là chơi thể thao và đọc sách. Rồi viết lại câu bằng I love và tôi yêu thích, đúng không. Đằng sau love thì các bạn để to do hoặc là góp in cũng được. Ở đây các bạn cứ để góp in đi. I love playing sports and reading books. Rồi xong, tôi yêu thích chơi thể thao và đọc sách. Rồi câu số 6 này, cô ấy được sinh vào ngày 10 tháng 5 năm 1996. Her birthday, sinh nhật của cô ấy. Như vậy các bạn sẽ chuyển là gì? Her birthday is on, là vào ngày mấy? The 10th 1996, đúng chưa nào? Vào ngày tháng nào thì chúng ta dùng với từ on nhé. On đầu tháng tiếp, ngày vào đứng sau. Câu thứ 7, Nga phải rửa bát hàng ngày, every day biết cách ra. Cái đề này là mình lấy ở trên mạng xuống. Vì đôi khi cái người đánh máy ấy, cái người đánh máy của cái đề này người ta đánh máy nhanh quá nên con lại không để ý mà đánh máy sai. Cho nên là gặp chỗ nào sai thì chúng ta cùng nhau sửa luôn nhé. Nga phải rửa bát hàng ngày, và viết lại câu bằng Nga has. Thì các bạn đã hình dung với cấu trúc gì rồi? Nga has to, đúng không nào? Has to. Các bạn chú ý này, have to thì bằng nghĩa với cả must. Đó,
Must thì có nghĩa là phải làm gì. Wash the dishes every day. Câu thứ 8. Chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 4 năm. 4 years ago. Đúng chưa nhỉ? Chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 4 năm. Câu này sử dụng thì quá khứ đơn giản. Và viết lại câu với we have. Have ở đây là chúng ta đã liên tưởng đến thì hiện tại hoàn thành đúng không? Là chúng tôi đã học tiếng Anh được 4 năm rồi. Đúng chưa nào? Là cách đây 4 năm là chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh. Và sau 4 năm là thời điểm hiện tại thì chúng tôi vẫn đang học tiếng Anh. Và còn tiếp tục học tiếng Anh nữa, trong tương lai nữa. Đó thì chúng ta có thể sử dụng thì hiện tại hoàn thành trong câu này nhé. Là we have studied English for 4 years. Thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ phải đổi, bỏ cái ago ấy đi. Rồi thêm for đằng trước số 4 này. Có nghĩa là trong suốt 4 năm. Với thì hiện tại hoàn thành thì chúng ta không được dùng từ ago nhé. Ago chỉ đi với thì quá khứ đơn mà thôi. Còn thì hiện tại hoàn thành thì sẽ đi với for hoặc là since. Nhưng mà for thì đặc biệt sẽ đi với số đếm. Còn since đi với thời điểm. Thời điểm cách thời điểm nào đó chẳng hạn. Thời điểm từ khi tôi ra trường vân vân. Thế còn đây là số đếm cụ thể là 4 năm. Nó khoảng thời gian bao nhiêu lâu đấy thì chúng ta dùng tới từ for. Bạn nhớ chưa nhỉ? Và chúng tôi đã học tiếng Anh được 4 năm rồi. Xong câu thứ 8, sang câu thứ 9. Không ai trong lớp thì cao bằng Tâm. Như vậy Tâm là người cao nhất trong lớp đúng không nào? Đây chúng ta sẽ chuyển tới câu so sánh bằng sang câu so sánh nhất. Sẽ là Tâm is the tallest in class. Câu thứ 10. Phụ nữ thường làm việc nhà. Do the housework. Housework viết liền nhé. Mà không có sự giúp đỡ của các thiết bị hiện đại trong quá khứ. Tức là trong quá khứ thì phụ nữ thường làm việc nhà mà không có sự giúp đỡ của các thiết bị hiện đại. Rồi thì bây giờ chúng ta viết các câu này là sao nhỉ? Trong quá khứ phụ nữ thường used. Các bạn chuyển thành là gì? Used to do. Đúng cho nào? Did là động từ chính thì các bạn biến nó thành do. Vì đúng so to thì chúng ta để động từ nguyên thể. Để động từ nguyên thể không in, không else, không do gì nữa. Đó, used to do the housework. Chúng ta viết chép nốt ở trên thôi. Equipment ở đây có nghĩa là thiết bị. Rồi. Trong quá khứ thì phụ nữ thường làm những việc nhà mà không có sự giúp đỡ của các thiết bị hiện đại. Ok, xong. Xong bài tập số 6 rồi. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tập số 7 nhé. Bài này là bài dùng từ gợi ý để viết thành câu hoàn chỉnh. Ở đây chúng ta có như thế là 10 câu. Có tất cả 10 câu các bạn nhé. Và đề bài đã cho chúng ta những cái từ gợi ý này rồi. Và việc của chúng ta là sẽ phải thêm những cái từ cần thiết vào. Và có thể sẽ phải thay đổi một số những cái điểm nho nhỏ trong cái từ này. Để chúng ta sẽ viết thành những câu hoàn chỉnh. Và các bạn lưu ý là trong cái dạng bài này ấy, thì những cái trật tự từ như thế này là chúng ta sẽ không được phép thay đổi nhé. Xáo trộn vị trí của các từ. Mà chúng ta sẽ phải tuân theo trật tự của các từ này từ trái qua phải. Và các bạn sẽ chỉ được phép là thêm những từ cần thiết vào. Hoặc là thay đổi S hay là không có S vân vân. Chúng ta thêm những từ cần thiết, ví dụ như là động từ to be hoặc là do, does hay trợ động từ đúng không? Rồi là có thể thêm các quán từ như a, under rồi các giới từ. Được chưa nào? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên này. Trước hết là chúng ta sẽ cần phải nhìn qua một lượt các từ này đã và để hình dung ra được ý nghĩa của câu. Rồi chúng ta mới chuyển sang câu tiếng Anh hoàn chỉnh. Câu này là gì đây? Thanh, cao, gầy, dài và thẳng, mái tóc. Đúng không? Rồi như vậy câu này các bạn thấy là nó có sẽ mang ý nghĩa là Thanh thì cao và gầy với mái tóc dài và thẳng. Đúng chưa nào? Thì như vậy chúng ta sẽ viết câu này như sau. Thanh thì cao và gầy đúng không? Nói đến đặc điểm về hình dáng của người nào đó thì chúng ta sử dụng các tính từ. Và đi với các tính từ thì chúng ta sử dụng động từ to be là is. Đúng chưa nào? Thanh is tall and thin. Cao và gầy với mái tóc, với là chúng ta dùng giới từ with. Cái th này là các bạn đọc để lỗi sau răng nhé. With. Được chưa nào? Long straight hair. Đó. Cái danh từ hair ở đây, mái tóc, nó là danh từ không đếm được. Thế cho nên là các bạn không để quán từ o ân ở đây nhé. Không cho quán từ o ân vào đây. Chúng ta viết luôn là tính từ và danh từ đúng sau. Được chưa nào? Câu này có nghĩa là Thanh thì cao và gầy với mái tóc dài và thẳng. Ok cho các bạn. Câu số 2 này. Bố của cậu ta thì làm sao? Hào phóng và thân thiện đúng không?
Generous là hào phóng, friendly là thân thiện. Chúng ta sẽ viết luôn là gì nào? His father is, đúng không nào? Đi với tính từ thì dùng động từ to be. Generous and friendly. Xong rồi các bạn nhé. Câu số 3 này. Họ này sắp sửa hoặc định sẽ go into là cấu trúc là định làm gì đó trong tương lai gần. Một hành động đã được lên kế hoạch từ trước và sẽ xảy ra trong tương lai gần. Họ định sẽ có một cuộc họp vào cuối tuần. Rồi, câu này chúng ta sẽ làm lại như sau. They are going. Cấu trúc này bao giờ cũng phải có động từ to be nhé. They là chủ ngữ số nhiều nên chúng ta dùng động từ to be số nhiều là are. They are going to have a meeting vào ngày cuối tuần. Và cuối tuần chúng ta dùng với từ at hoặc on cũng được nhé. Ở đây mình dùng với từ at. Xong rồi các bạn nhé. Câu số 4 này. Chúng ta không được, must not là không được, để cho trẻ em trong bếp này bởi vì nó là một nơi nguy hiểm. Câu này chúng ta nên viết là chúng ta không được để cho trẻ em chơi trong bếp nhé. Chơi trong bếp bởi vì nó là một nơi nguy hiểm. Rồi thì chúng ta sẽ thêm một số những cái động từ và những cái từ cần thiết là để hoàn thành câu này như sau. We must not. Các bạn có thể viết must not như này cho đầy đủ từ của câu nhé. Vì đề bài người ta không viết tắt cho nên chúng ta cũng viết ở dạng đầy đủ luôn như thế này. We must not let children play và chơi in the kitchen. Đó, chơi trong bếp. Bởi vì it is a là một nơi nguy hiểm, đúng không nào? Dangerous place. Rồi. Chúng ta không được để trẻ em chơi trong bếp bởi vì nó là một nơi nguy hiểm. Ok chưa các bạn? Các bạn lưu ý này, cái động từ let. Let ở đây có nghĩa là để. Để cho. Đây, mình viết công thức hình như thế này nhé. Là chúng ta sẽ có là gì? Let somebody do something luôn nhé. Tức là đằng sau let, đằng sau người này chúng ta không được để to, không được để in nhé. Không có to, không có in gì cả. Là để động từ nguyên thể luôn. Đó, let somebody do something là để cho ai đó làm việc gì. Cái câu này có nghĩa là không có để cho trẻ em chơi trong bếp. Thì play ở đây chúng ta để nguyên thể luôn, không có to, không có in nhé. Không phải let to play hay let play in ở đây. Các bạn để nguyên thể luôn nhé. Đó, thì mình lưu ý cho các bạn chỗ này. Để cho ai đó làm việc gì. Ok, câu số 5 này. The Y&Y members là các thành viên của tổ chức Y&Y này định sẽ tham gia vào một cái chương trình tái chế để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tiền cho tổ chức. Rồi, câu này chúng ta sẽ làm như sau. The Y&Y members định sẽ, đúng không? Thế có going to thì chúng ta bắt đầu phải cho động từ to be vào. Thì members ở đây là số nhiều này, có s này. Thì chúng ta để dạng to be số nhiều là are going to take part in. Các bạn lưu ý chúng ta có cái thành ngữ tham gia vào là to take part in. To take part in something là tham gia vào cái gì đó nhé. Phải có giới từ in này. Tham gia vào một chương trình tái chế. Tại sao lại là một? Tại vì ở đây các bạn thấy từ program ở đây là danh từ đếm được mà nó lại không có s, nó đang ở dạng số ít. Thế cho nên chúng ta phải dịch là một, đúng không? Một chương trình tái chế. Một, như vậy chúng ta để thêm quán từ ở đây. Được chưa nào? A recycling program. A recycling program là một chương trình tái chế. Rồi, để tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, để cái gì đó, với mục đích chỉ mục đích làm gì chúng ta dùng to, không đến động từ nguyên thể, to save natural resources and và mang tiền lại về cho tổ chức, đúng không? Kiếm tiền. Ở đây chúng ta hiểu nghĩa là tham gia vào cái hoạt động chương trình tái chế này để tiết kiệm được tài nguyên thiên nhiên và qua đó cũng là để thu hoạch được tiền, đúng không? Kiếm được tiền. Thì chúng ta thêm một cái động từ là earn. Earn money là kiếm tiền. Đúng chưa nào? For the organization. Organization là tổ chức. Rồi, các bạn thấy câu này hợp lý chưa nào? Xong rồi nhá. Đến câu số 6 này. Tôi này, một ân huệ
Favor ở đây là ân huệ, cần những sự giúp đỡ. Cậu giúp tôi mang cái túi này được không? Và câu này là một câu hỏi. Một câu hỏi nhờ và muốn nhờ ai giúp đỡ mình. Rồi, thì câu này chúng ta sẽ làm như sau. Sẽ là can. Tôi có thể hỏi xin một sự giúp đỡ đúng không? Đây là mình nói theo một cách theo nghĩa đen là như thế. Can I ask a favor? Favor ở đây người ta viết là không có chữ U, là viết theo kiểu của Mỹ. Còn nếu viết theo kiểu của Anh là chúng ta phải có chữ U. Thì các bạn cứ viết theo đúng như đề bài nhé. Can I ask a favor that? Rằng bạn giúp tôi help me carry this bag. Đây. Thì cả câu này có định nghĩa như sau này. Tôi có thể nhờ anh giúp tôi mang cái túi này được không? Được chưa nào? Thì chúng ta dùng cái cách nói lịch sự là can I ask a favor that? Và sau đó là đến cái lời đề nghị muốn người ta giúp mình việc gì. Thì các bạn thêm một cái mệnh đề nhỏ ở đây là cậu anh giúp tôi mang cái túi này được không? Được chưa nào? Để các bạn thuộc luôn cái thành ngữ này nhé. Rồi câu số 7 này. Thị trấn đang trở nên xinh đẹp. Rồi, cái câu này chúng ta viết lại như sau. Cái câu này có becoming rồi thì chúng ta sẽ để nó ở dạng tiếp diễn. The town is becoming beautiful. Được chưa nào? Ngoài cách này ra thì chúng ta cũng có thể làm theo một cách khác để cho câu văn được hay hơn. Thì các bạn có thể áp dụng cái cấu trúc so sánh kép vào đây. Là định nghĩa là thị trấn thì trở nên ngày càng đẹp hơn. Thì các bạn có thể viết như sau này. Đây là kiểu thứ hai nhé. Các bạn có thể viết là the town is becoming more and more beautiful. Được chưa nào? Thị trấn đang trở nên ngày càng đẹp hơn. Ngày càng, đây là so sánh kép. Cho hai lần từ more vào đây. More and more và đằng trước tính từ. Thế còn nếu như bạn nào mà chưa quen hoặc chưa học cái cấu trúc so sánh kép này thì chúng ta có viết như thế này thôi cũng được. Là thị trấn đã trở nên xinh đẹp. Được chưa nào? Thì các bạn có thể làm theo một trong hai kiểu này nhé. Mình cứ để đây cho các bạn lựa chọn. Rồi câu số 8 này. Bố của tôi từng hoặc là thường lái ô tô đi làm. Giờ đây, ông đi một xe bus. Rồi câu này có nghĩa là gì? Bố tôi thường lái ô tô đi làm. Nhưng hiện giờ đây thì bố tôi đi một xe bus đúng không? Vậy chúng ta sẽ làm câu này như sau. My father used to drive a car to work. Nhưng giờ đây, but now he goes by bus. Bố tôi thường lái ô tô đi làm, nhưng giờ đây thì ông đi bằng xe bus. Xong câu số 8 nhé. Đến câu số 9 này. Tôi dành 2 tiếng một ngày để học tiếng Anh. Khi muốn nói ai đó dành thời gian làm việc gì thì chúng ta dùng động từ spend. Spend sau đó là đến thời gian này. Spend 2 hours a day. Đúng chưa nào? Và động từ đằng sau chúng ta sẽ để ở dạng bốc in nhé. Studying English. Được. Tôi dành 2 tiếng một ngày để học tiếng Anh. Xong câu 9 sang câu 10. Alexander Graham Bell. Đây là tên của nhà khoa học đã phát minh ra điện thoại ấy. Sinh ra ở Edinburgh vào ngày 3 tháng 3 năm 1847. Ok, câu này chúng ta sẽ viết như sau. Các bạn check lại tên của ông này nhé. Alexander Graham Bell was born. Sinh ra ở địa điểm nào, địa danh nào chúng ta cũng phải đưa in đúng không? In Edinburgh on vào ngày bao nhiêu và ngày tháng năm nào chúng ta sẽ dùng với từ on March the 3rd 1847. Ok, xong rồi nhá. Chúng ta đã làm xong bài tập dựa vào từ gợi ý thì viết thành câu hoàn chỉnh. Và bây giờ chúng ta tiếp tục chuyển sang bài số 8 là bài chỗ lỗi sai. Theo như đề bài nói là gì? Mỗi câu sau có một lỗi sai. Hãy gạch chân và sửa các lỗi sai đấy cho đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải tự tìm những lỗi sai trong các câu này và sửa lại cho đúng. Câu thứ nhất này. Ba và Song chơi bóng đá vào mỗi buổi chiều với Khải và tôi. Các bạn đã phát hiện ra lỗi sai ở đâu chưa? Chủ ngữ của câu này là ba and Song đúng không? Là hai người đúng chưa nào? Có số nhiều mà động từ ở đây là play lại có s. Đó, như vậy chỗ này chính là bị sai này. Đúng chưa? Và chúng ta sẽ sửa lại nó là gì? Play không có s đúng không nào?
Đấy thì mình để ở đây cho các bạn màu đỏ cho dễ nhìn nhé. Câu số 2 này. Chúng tôi mua hai cái vợt mới ngày hôm qua. Chúng tôi định chơi tennis vào chiều nay. Các bạn thấy ở đây là gì? Ngày hôm qua chúng tôi đã mua hai cái vợt mới đúng không? Yesterday là thời gian là trong quá khứ. Mà động từ buy ở đây lại đang ở thì hiện tại. Như vậy là sai ở động từ buy đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ sửa lại động từ buy này biến nó thành quá khứ là gì? Bought đúng không? Bought là quá khứ đơn của động từ buy. Đây là động từ bất quy tắc. Đúng chưa các bạn? Câu số 3. Tôi không định nhá, I'm not going. Tôi không định làm bài tập về nhà cho cậu đâu. Cậu nên tự mình làm đi. Rồi câu này sai ở chỗ này đúng không nào? You should do it yourself. Tức là cậu nên tự mình làm bài tập đi, chứ không phải là tôi làm cho cậu đâu, đúng không nào? Itself ở đây chúng ta đổi nó thành là gì? Yourself. Đó, đây là đại từ phản thân của đại từ you. Trong video là phần 2. Trong video phần 2 nhé, là chúng ta đã có cái bài tập về đại từ phản thân rồi. Đây mình quay lại cho các bạn xem. Đây, cái bài số 4 này là đại từ phản thân. Cái này mình đã hướng dẫn cho các bạn trong video lần trước rồi, bài ở video phần 2 nhé. Để bạn nào mà chưa xem thì có thể ngồi ra xem lại. Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục chữa sang câu số 4, phần số lỗi sai này. Những người hàng xóm của chúng tôi mời bạn của tôi và tôi tới ăn bữa tối với họ. Trong câu này thì chủ ngữ là our neighbors, đúng không nào? Chủ ngữ là our neighbors, động từ chính là invited, mời. Còn tân ngữ trong câu này là bạn tôi và tôi, my friend and me. Đó, nếu là đại từ làm tân ngữ thì chúng ta không được sử dụng ai. Ai là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ. Còn tương ứng với ai là đại từ nhân xưng làm tân ngữ thì chúng ta có từ gì là các bạn? Me, đúng chưa nào? Đó, các bạn để ý nhé. Me thì là đại từ nhân xưng làm tân ngữ. Còn ai là đại từ nhân xưng làm chủ ngữ? Chủ ngữ thì phải đứng ở đầu câu, đúng chưa? Còn đứng sau động từ là tân ngữ của động từ thì chúng ta phải sử dụng cái cột đại từ nhân xưng làm tân ngữ này này. Câu số 5 nhé. Cậu nên cố gắng hết mình, try your best, nỗ lực hết mình để học hành chăm chỉ để vượt qua kỳ thi và thi đỗ. Rồi, câu này các bạn thấy là sai ở động từ learning này đúng không? Tại vì là gì? Nỗ lực hết mình làm gì? Nỗ lực hết mình để làm việc gì đấy thì chúng ta sử dụng to do chứ không phải là doing. Vậy câu này chúng ta sẽ chuyển nó thành là to learn. Đó, chứ không phải learning nhé. Cậu nên nỗ lực hết mình để học hành chăm chỉ để thi đỗ. Được chưa nào? Learning biến thành to learn. Câu số 6. Bob sống ở Rome suốt 3 năm và cậu ta không muốn chuyển tới thành phố khác. Câu này các bạn thấy là nó đang bị sai về thì đúng không nào? Khi nào mà trong câu ấy, có cái cụm for rồi đến số đếm và từ chỉ thời gian có s như thế này là trong suốt bao nhiêu lâu đấy? Trong suốt 3 năm, trong suốt 2 tháng, trong suốt 6 tuần vân vân. Chẳng hạn như thế thì câu đó sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành chứ không phải thì quá khứ đơn như thế này nhé. Như vậy câu này là sai ở động từ leave. Các bạn sẽ chuyển nó thành thì hiện tại hoàn thành. Bob has leave. Đúng chưa? Hoặc là nếu như bạn nào đã học thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn rồi thì chúng ta chuyển sang tiếp diễn cũng được. Là has been living như thế này cũng được. Nhá. Là nhấn mạnh vào ý anh ta sẽ còn tiếp tục sống ở Rome trong nhiều năm nữa. Trong thời gian sắp tới không di chuyển đâu hết. Hiện tại hoàn thành đơn giản thì dùng để nhấn mạnh vào kết quả. Vào số năm mà anh ta đã sống ở đây. Anh ta đã sống ở đây được 3 năm và nhấn mạnh vào cái con số 3 này. Đó. Thế còn hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì lại để nhấn mạnh vào cái khoảng thời gian là tiếp diễn của hành động. Là anh ta đã sống ở đây 3 năm rồi và sẽ còn tiếp tục sống ở đây trong tương lai nữa. Chưa có ý định chuyển đi. Thế thì thực ra là các bạn có thể sử dụng cái nào cũng được. Thì để đây nhá. Nếu các bạn học sinh lớp 8 mà mới học đến hiện tại hoàn thành đơn thôi thì chúng ta dùng cái này. Thế còn các bạn ở trình độ trên thì các bạn có thể sử dụng cả cái này nữa cũng được. Ok chưa nào? Sử dụng tiếp diễn cũng được. Xong câu số 6 nhé. Đến câu số 7 này. Họ viết nghĩa của những từ mới bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Mother tongue là tiếng mẹ đẻ. Như chúng ta thì tiếng mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt đúng không nào? Thì chúng ta là người Việt Nam thì tiếng mẹ đẻ của chúng ta là tiếng Việt. Rồi bằng tiếng mẹ đẻ thì chúng ta không sử dụng với từ buy nhé. Mà dùng với từ in. In. In their mother tongue. Câu số 8. Bao nhiêu nước, how many countries sẽ tham gia vào Đại hội Thể thao Olympic? Tham gia vào chúng ta không dùng với từ on nhé. To participate in. Tham gia vào chúng ta dùng với từ in. Câu số 9 này.
công việc này thì khác rất nhiều so với những gì mà tôi đã quen với. Được chưa nào? To be used to là quen với cái gì? Khác với là to be different from, chứ không phải different with. Thì câu này các bạn sửa lại với tôi từ là from. Được chưa nào? To be different from là khác với. Câu số 10. Not only ở đây có nghĩa là không chỉ nhà tắm bị ngập mà những phần còn lại của ngôi nhà cũng thế. Rồi, thì not only là không chỉ, không những, và tương ứng với nó liên từ là gì? Mà còn là gì? But also, chứ không phải là and also nhá. Not only but also là không những mà còn. But. Thì như vậy là mình đã sửa xong cho các bạn 10 câu và chữ lỗi sai rồi nhá. Và mình cũng xin phép dừng video phần 3 của đề cương ôn thi tiếng Anh lớp 8 ở tại đây nhé. Chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang video phần 4, cũng là phần cuối cùng của cái loạt video chữa đề cương ôn thi kỳ 1 của tiếng Anh lớp 8 này. Trong video phần cuối đó thì mình sẽ chữa cho các bạn 3 cái bài đoạn viết đoạn văn này và một bài ngữ âm là kết thúc cái đề cương ôn thi học kỳ 1 của lớp 8. Và nếu như các bạn mà có cái đề cương nào của trường các bạn ý, mà các bạn vẫn chưa làm hoặc là muốn mình chữa thêm cái đề cương đấy thì các bạn có thể dành thời gian để chụp ảnh, hoặc là nếu như các bạn mà có cái file Word thì rất là tốt thì các bạn có thể gửi email cho mình thì mình sẽ bố trí thêm thời gian để chữa cho các bạn những cái đề cương cụ thể đấy của từng trường các bạn một. Thì cái đề này là đề mình tải ở trên mạng xuống, là nó tổng hợp chung chung tất cả những cái kiến thức của học kỳ 1 lớp 8. Thế tuy nhiên là cũng có nhiều trường, mỗi trường là có đề cương riêng. Thế nếu như bạn nào mà muốn mình chữa thì có thể gửi cho mình cái đề cương đấy qua email nhé. Thì mình sẽ chữa cho các bạn và làm video chữa riêng cho các bạn luôn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.